Thật ra là ngày xưa mình đang ở trong nghĩa vụ quân sự á, xong rồi kiểu thất tình. Có một đợt nó gửi cho mình một cái demo, xong rồi từ đó nhắn qua nhắn lại vậy thôi, xong rồi nảy sinh tình cảm nha. Yêu nhau dữ ha. Cái lần đầu tiên mà hai bạn gặp nhau ở ngoài đời á, thì cái ấn tượng về đối phương là như nào? Lần đầu tiên gặp ở cái cổng của quân đội. Mặc một cái áo màu hồng, hơi mũm mũm nữa, xong rồi da trắng bóc, nhìn rất là baby. Và các bạn nghĩ rằng là điểm chung để kết nối giữa hai bạn là về điều gì? Ăn sàng. Đúng rồi. Tại thí dụ như đi rủ lần đi chơi đi, cũng ngồi á, xa quá em. Xa quá em, qua nhà anh đi, hai chơi vàng. Rất là kiểu nếu mà mình lười không đi đâu. Đi đi thằng này, chửi. Thật ra tụi em cũng khá là quy tắc là tầm đi sớm về sớm. Tụi em sẽ cùng thức dậy tại giường của Lân. Tuyệt vời, đã lắm. Chỉ khi Lân bên cạnh em, Lân mới là bản thân Lân thôi. Là muốn hòa quyện. Đúng rồi, muốn tan vào nhau luôn. Gõ cửa Vion thứ bảy hàng tuần xem độc quyền trên Vion.